Hi, xin chào mọi người. Hôm nay trong video nhật ký nhiếp ảnh lần này mình xin giới thiệu mình đi chụp Milky Way ở biển Cần Giờ. Thì đây là cái tuyến đường rừng Sác. Sau khi mà qua cái bà phà Bình Khánh thì mình sẽ đi vào rừng Sác. Tuyến đường này thì nó rất là vắng, cho nên là mọi người nếu mà đi nhiều người thì sẽ đỡ nguy hiểm. Ở đây thì nhóm chúng mình đi là có 9 người, 9 anh em nhiếp ảnh đi ra chụp Milky Way. Thì trước khi ra biển thì mấy anh em dạo một vòng qua mấy cái ruộng muối để chụp người ta làm muối. Mấy cái ruộng muối này ở đây rất là nhiều. Ở đây là xã Lý Nhân của huyện Cần Giờ thì có rất là nhiều cái ruộng muối. Thì mình chụp đời thường mọi người ở đây làm muối. Đây là người ta cào muối thành đống rồi để đem vô kho. Ruộng muối thì bao la bát ngát. Mấy anh em xin vào chụp lại bức ảnh đời thường. Đây người ta cào muối xong rồi người ta gánh về kho, về trong cái nhà kho chữ. Chúng thấy mọi người cũng rất là cực khổ. Thì đến chiều thì mình đi ra biển biển Cần Giờ. Thì cái bãi này hôm trước là mình đã đi khảo sát và làm cái video khảo sát. Thì hôm nay mình dắt mấy anh em ra bãi này để tối chụp Milky Way. Mấy anh em ngồi ở một quán cà phê nghỉ ngơi trước khi thức đêm chụp. Thì ra ngoài bãi biển thì mấy anh em trải bạt ra đốt lửa. Đầu hôm thì trời khá là nhiều mây nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chụp được những cái tấm hình có Milky Way. Thì ở đây mình đang sử dụng cái lens Laowa 9mm nha. Mình đang để khẩu 2.8. Thông số hiện tại mình đang đang chụp đó là tốc độ 25 giây, khẩu 2.8 và ISO là 2000. Đó giống như trên màn hình mình đang hiển thị. Thì mình chụp nó nổi rõ lên cái Milky Way. Thấy rõ trên màn hình luôn. Thì ở đây mình chụp mình phải thấy rõ như vậy thì mình về mình hậu kỳ nó mới lên rõ được. Còn nếu mà chụp mà không thấy được mà lên rõ như vậy thì về rất khó để mà mình hậu kỳ hoặc là làm cho nó nổi cái dãy Milky Way lên được. Thì ở đây mình tìm được một cái tiện cảnh có mấy cục đá thì mình để cái máy ở dưới đất dựa vô cái tripod chứ mình không để lên tripod để có một cái góc ảnh độc lạ hơn so với những cái bức ảnh khác. Gió lên rồi căng buồng thi.
ngon.